từ pháp sư kiểm soát sẽ làm dấu hỏi. Nông Sim họ được quyền chọn bên trước ở trong cái loạt BO3 này và họ quyết định là chọn đội xanh. Nhưng chúng ta được biết rằng là mỗi khi nào mà các đội tuyển ở LCK ở thời điểm hiện tại được chọn bên thì họ đều ưu tiên chọn đội xanh. Đội xanh ở thời điểm hiện tại đang có một cái tỷ lệ thắng nó cao hơn rất là nhiều so với lại bên phía của đội đỏ. Peanut trong mùa giải mùa xuân thì anh ta cũng có được một màn thể hiện tôi nghĩ là cũng không thực sự là quá ấn tượng, khi mà cái tỷ lệ thắng đến từ những vị tướng tủ của Peanut không thực sự là quá cao. Mong rằng cái trận đấu ngày hôm nay thì anh ta sẽ tiếp tục mang lại chiến thắng dành cho bên phía của Sunbox mình. Chúng ta ngay lập tức sẽ cùng đến với cấm chọn trong ván đấu đầu tiên, Sunbox bên phía đội 2 và Nozzy Redform bên phía đội 1. Lee Sin là lượt cấm đầu tiên đến từ bên phía của Nozzy, họ nhắm thẳng vào vị trí của Croco. Phần nào đó là hai đường đơn đến từ bên phía của Lee Sandberg nữa. Udia là lực 3 đến từ bên phía của Nongsi. Trong khi đó thì bên phía bên này, Kama là lực cấm bắt buộc. Cái tỷ lệ cấm và chọn của Kama đã ở LCK đang là 100% do những cái chỉnh sửa đến từ trang bị ở phiên bản 11.1. Cái vương miện Surya nó được tăng sức mạnh lên và cái lối chơi Kama hỗ trợ nó đang quay trở lại. Sức mạnh của Kama thì chúng ta cũng đã được chứng kiến qua trận đấu của DK cũng như là T1 ngày hôm qua. Kama trong tay của Summaker anh ta thực sự là làm quá tốt. Bị cấm đi ở cái phase cấm đầu tiên, trong khi đó thì Nozzy Red họ cấm đi hai vị tướng đó, tiếp theo đó là Udi cùng với cả Akali. Tôi nghĩ là Akali cũng sẽ là những cái lượt cấm và có tỷ lệ cấm rất là cao trong mùa giải này. Na và cá sấu nhắm thẳng ở khu vực đứng trên đến từ vị trí của Rich và Rumble ngay là first pick dành cho bên phía của Nozzy. Tôi nghĩ rằng đây là con Rumble dành cho Peanut mà thôi. Một vị tướng đi rừng mang thiên hướng sức mạnh phát hoạt và có khả năng clear rừng rất nhanh ở bên tay hiện tại vẫn đang tồn tại. Hai lựa chọn đến từ bên phía của Lee Sandberg, họ sẽ ưu tiên đường đơn trước với Lucian. Chưa biết đi đâu, vẫn là một cái flex pick và với những cái flex pick như thế này thì cái khả năng mà đa dạng hóa đội hình cũng như là làm khó đối phương trong quá trình cấm và chọn nó sẽ được bên phía của Lee Sandberg đẩy mạnh hơn. Ezreal là lựa chọn dành cho Prince ở vai trò xạ thủ. Chúng ta vẫn còn cặp đôi Senna Tamken không bị cấm ở phase cấm đầu tiên. Trong những ngày thi đấu vừa qua thì có vẻ như cái cặp đôi này được lựa chọn khá nhiều. Và không biết là Nozzy Redfall họ có muốn lựa chọn cho Nokdam cùng với Kelly hay không, khi mà Ezreal, vị tướng mà Nokdam anh ta đánh cực kỳ thuận tay, đã bị chọn bởi bên phía của Lee Sandberg. Và Thresh là lựa chọn của Nozzy Redfall giúp cho Kerin. Nokdam khả năng sẽ sử dụng Jinx trong bản đấu này. Như vậy sẽ là Jinx cộng với Thresh ở khu vực đường dưới dành cho Nokdam cũng như là Kelly. Trong khi đó thì lựa chọn cuối cùng đến từ Sandbox sẽ là cái gì đây? Liệu đây có phải là lựa chọn đi rừng luôn dành cho Croco hay không? Dana. Có thể. Đi rừng dành cho Croco. Có thể. Nhưng ở trong giai đoạn đầu trận thì cái khả năng clear rừng như các bạn đã biết của Dana là không thực sự quá là ấn tượng so với những vị tướng như kiểu Rumble hay Udyr ở meta hiện tại. Và hoàn toàn là Nozzy Redfall có thể đánh vào cái điểm yếu này. Chúng ta đã thấy được những cái ván đấu mà Rumble có vòng rừng khởi động thuận lợi hơn so với lại Dyna bên phía bên kia và gây sức ép rất là lớn ở trên toàn bản đồ. Tuy nhiên thì Sandbox họ có 3 lựa chọn đầu tiên đang có khá là nhiều sát thương, họ chưa chọn cho mình những vị tướng chống chịu. Có lẽ là Sammy trong trận đấu này nên đánh một vị tướng có khả năng cản lướt nữa. Nhìn qua thì tôi thấy với 3 sự lựa chọn đến từ Sandbox bên mình thì khả năng Nokdam hơi khó để chơi trận này. Dyna đều có thể tấn công thẳng vào với những cái bộ chiến thuật của mình, thậm chí là cái khả năng áp lực đến từ Lucian của Fate nữa. Aatrox là lượt 3 đến từ bên phía của Lee Sandberg nhắm thẳng lên khu vực lửa trên. Rõ ràng thôi, mỗi khi mà thi đấu với Rich, một người chơi Aatrox rất là thuần thục, thì bạn cái việc mà bạn ban đi con tướng này là hoàn toàn hợp lý. Bán thêm con Nocturne nữa cho nó chắc chắn đến từ bên phía của Lee Sandberg, bởi vì dù sao thì Nongshim họ vẫn chưa lựa chọn cho mình những cái vị tướng ở khu vực đường đơn. Rick, người chơi đường trên của Nozzy Redfall, anh ta có một cái tỷ lệ thắng với Aatrox và Redditor rất là cao ở khu vực lửa trên, 50%. Đó cũng sẽ là một trong những cái thông số để Sandbox họ vin vào và nhắm vào vị trí của Rick. Chính xác như vậy. Jayce là lượt ban cuối cùng đến từ Nongshim. Jayce là lượt cấm đến từ bên phía của Nongshim, nhắm lên khu vực đường trên của Summit và họ vẫn chưa chắc chắn rằng đây sẽ là một con Lucian top lane dành cho Summit ở bên phía của Lee Sandbox. Lựa chọn đầu tiên đến từ Lee Sandbox chắc chắn rồi, họ sẽ phải chọn hỗ trợ để đánh lạc hướng đối phương, ít nhất là như vậy giấu con bài cuối cùng dành cho Fate hoặc là Summit để có được cho mình một cái kèo đấu thuận lợi. Hai lựa chọn để có hoàn thiện đội hình đến từ bên phía của Nongshim Redfall, nó sẽ là cái gì đây? Hiện tại ở khu vực đường đơn thì những cái chất tướng mẫu tướng pháp sư kiểm soát thì vẫn còn tồn tại, nhưng nếu như mà bạn pick dạng Syndra, Orianna thì hoàn toàn Fate anh ta có thể cầm Lucian và có được cho mình một cái lựa chọn khắc chế tương đối là khó chịu.
với cái khả năng đi lên rất là mạnh đến từ con bài da đen ba súng này. Nông Sim có được cho mình một con Wukong dành cho Rich ở khu vực đường trên. Và Gori sẽ chơi gì ở trong bán đấu này đây? Nhìn qua thì có vẻ như Wukong kết hợp với một cái mưa tên lửa của Rumble, nó cũng là một cái sự kết hợp gì đấy khá là khó chịu. Nhưng mà để xem khi mà bên phía của Lee Sin Park họ đều có những vị tướng rất cơ động, đó Lucian cùng với Ezreal. Do là lượt chọn cuối cùng của Lee Sin Park, của bên phía của Noxy Redfall. Và đây là lựa chọn dành cho Gori ở khu vực đứng giữa. Như vậy là Gori sẽ cho Yone để tăng thêm một chút cái lượng sát thương vật lý, khi mà rõ ràng là anh ta không cần phải pick một mẫu pháp sư kiểm soát ở Villain làm gì cả, khi mà nó đã có được cho mình Rumble ở vị trí đi rừng rồi. Combi khóa vào dành cho Summit khu vực trên, vẫn còn quen như quyết định đến từ Summit, đó là cô nàng Combi đường trên này. Dù sao thì với cái đội hình bên phía của Sapphire Gaming, tôi đang cảm giác là Dock đang nó hơi khó chơi trong cái game đấu này. Có quá nhiều công cụ để lao vào, đến từ 1, 2, 3, 4, 4 vị trí bên phía của Sandbox nữa. Đội hình bên phía của Sandbox là một đội hình rất mạnh ở trong giai đoạn đi đường, và họ sẽ sử dụng cái điểm mạnh ở trong giai đoạn đi đường để có thể có được ưu thế sớm, tạo lợi thế cho Summit ở cánh lề lẻ, cũng là một điều kiện thắng đến từ bên phía của Lee Sandbox. Họ sẽ chia 1-3-1 ở trong giai đoạn mid game, và Nông Sim sẽ gặp vấn đề nếu như trong giai đoạn đi đường họ không giải quyết được cái bài toán ganh sớm đến từ Dyna trong tay người chơi rừng bên phía của Sandbox. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi tiến vào game đấu đầu tiên trong cái đấu BO3 giữa Nông Sim Redfall và Lee Sandbox. Và đấu đầu tiên trong cái đấu BO3 giữa Nông Sim Redfall và Lee Sandbox được chính thức bắt đầu với việc ở trong cái đấu này thì Nông Sim ở bên phía của đội 1 và các thành viên bên phía của Lee Sandbox ở bên phía của đội 2. Một đội hình khá dễ chơi đến từ bên phía của Sandbox Minh, thậm chí là giao tranh tổng nữa. Tôi nghĩ là nếu như mà giai đoạn đi được họ làm tốt thì ở những giai đoạn là 5v5 hay thậm chí là tranh cướp những tình huống mục tiêu lớn trên bản đồ thì Sandbox Gaming họ sẽ tạo được một cái khoảng trống phía khu đằng sau cho Prince cũng như là Fate có thể sáng sát thương, và có Lucian đứng giữa. Thực ra thì ở khu vực đứng giữa này là chúng ta muốn đánh ngày hôm qua chúng ta có thể thấy là Lucian trong tay của Faker dây trong tay của Faker chứ thực ra không phải là một cái sự lựa chọn quá ổn, nhưng mà Lucian thì khác. Anh ta có khả năng đẩy lính tốt, và đặc biệt là lên cấp 6 với thanh trường, bạn hoàn toàn có thể đẩy lính cao gây sức ép, sau đó thì Ran hỗ trợ người chơi đi rừng của mình. Chúng ta có thể thấy được rằng đội hình bên phía của Đông Sim là một đội hình giao tranh tổng rất là mạnh. Họ có một con hyper carry, đó là Jinx. Và cái điều kiện thắng đến từ Đông Sim rõ ràng là phải dồn rất là nhiều tài nguyên cho Đốc Đam để chàng này có được những ngưỡng sang bị sớm cùng với đội hình của mình stick lại. Trong khi đó, Lee Sandbox có một đội hình mà early game của họ sẽ cực kỳ là mạnh, với việc là cả ba đường đang sở hữu những cái chất tướng đi lane tương đối là khó chịu. Sẵn biết là khu vực đứng trên thì với cái hiện tại của Kirby, những tình huống trao đổi chiêu với Wukong trong tay của Rich, rõ ràng là anh ta sẽ là người có được ưu thế. Fate cũng tương tự như vậy, với chất tướng tay dài hơn Lucian so với lại Yone. Đứng dưới thì cặp đôi Ezreal và Leona, vì là chất tướng Leona sẽ rất là mạnh ở trong giai đoạn ban đầu. Jinx thì ở trong giai đoạn đầu thì sẽ chỉ đơn thuần là farm mà thôi, và những cái tình huống chase hit cũng như là cầu máu thì rõ ràng là Prince cũng như là Efort sẽ nắm được tiên cơ hơn so với lại đối phương. Nhưng chúng ta đang thấy được cái khả năng chủ động đến từ Dokdan và Kalin, họ không bị động với việc là để cho đối phương lấn át, và họ đang để lính rất là nhanh. Cấp 2 sẽ có trước đến từ bộ đôi bên phía của Nông Sim, và rõ ràng là Prince cũng như E4 phải lùi về. Phòng rừng đầu tiên của cả Croco cũng như là Peanut đều hướng lên khu vực mạn trên của bản đồ, nơi mà có vẻ như Summit cũng như vị trí của Rick vẫn đang khá là cân bằng cho cái kèo này. Nhưng vừa rồi là một tình huống trao đổi chiêu nhẹ, Summit là người có lời khi anh ta ép được tốc biến đến từ người chơi đứng trên của Nông Sim. Như tôi đã nói thì với chất tướng Kermil, quyền năng bất diệt kết hợp với nội tại của mình thì rõ ràng là Summit anh ta sẽ có được ưu thế hơn so với lại đối phương ở trong cái kèo đi đường như thế này.
Rick sẽ cần sự hỗ trợ đấy từ Pinus càng sớm càng tốt, và ngay lập tức có gai, ngay lập tức là Summit lùi về với đun dưới bác phi thần và không có gì xảy ra cả. Summit thì anh ta có độ cơ động đến từ cú đu dây móc của mình, và mặc dù có tình huống can thiệp đến từ Peanut nhưng vẫn chưa mang lại quá nhiều lợi thế dành cho đường chơi của Nosy. Thậm chí là Rick trước đó anh ta mất tóc biến rồi nếu như Croco có mắt phục vụ ở trên, nhưng đây sẽ là một tình huống solo kill. Kill đốt là có, chiến công đầu dành cho Summit. Rõ ràng đơn thuần là một tình huống solo kill cực kỳ cơ bản, nhưng Peanut đang ra khu vực đứng giữa, la móc điện của anh ta chỉ trúng lần 2 mà thôi. Vô đi hất tung thành công nhưng cũng chỉ đơn thuần là cơ máu khi mà phết lùi về được với thềm trụ và an toàn. Trước đó là một pha thi đấu mà như tôi đã nhận định, Summit rõ ràng là người có được ưu thế ở trong những cấp độ đầu tiên, và anh ta có thiêu đốt với một con cơ view rất nhanh với tình huống solo kill vừa rồi, và first blood dành cho người chơi đường trên bên phía của Sandbox. Có lẽ là Rick anh ta nên tỉnh táo hơn khu vực yêu của mình nếu như không muốn Summit anh ta hóa trạng trong giây tiếp theo. Con cơ view xanh thì cái khả năng đẩy lẻ cũng như là tấn công vào chủ lực bên phía con Oxy là rất mạnh mẽ. Và Rick anh ta cần nên cẩn thận hơn, có lẽ sẽ cần thêm sự hỗ trợ đến từ Peanut khu vực mạng trên của bản đồ để giải tỏa bớt một chút những áp lực. Một điệp hạ gục rất sớm dành cho điều kiện thắng đến từ bên phía của Sandbox. Đây chúng ta cùng xem lại tình huống solo kill cực kỳ cơ bản cấp 2 đến từ vị trí của Summit, chính xác là cấp 3. Anh ta lên 3 trước so với lại đối phương và ngay lập tức thiêu đốt sau khi đã sử dụng cho mình Luzimax phi thân. Trước đó thì Rich anh ta đã mất tốc biến rồi và không có cách để cho Rich anh ta có thể chạy được ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Khu vực đường dưới vẫn đang ở thế đẩy lính dành cho Độc Đam cùng với cả Kellyn. Vậy ở thời điểm hiện tại thì cái chỉ số lính của Độc Đam vẫn đang làm rất là ổn. Freeze thì hơi khó khăn một chút xíu khi mà Độc Đam liên tục sử dụng cái dạng súng cối của mình, vừa để lê lính vừa để cấu đi những cái lượng máu của xạ thủ bên kia. Có lẽ là Efrost anh ta cũng sẽ chơi an toàn mà thôi, cần nếu như có sự hỗ trợ đến từ Croco khu vực mạng dưới của bản đồ thì có lẽ là giao tranh nó sẽ nổ ra mạnh hơn. Dòng đầu tiên của chúng ta sẽ là dòng nước và 6 giây nữa với con dòng này. Hiện tại thì Peanut anh ta đang có mặt khu vực mạng trên, Croco có khu vực đường dưới. Nếu như là một sự can thiệp xuống đường dưới sau đó tấn công vào dòng thì khả năng cao Sandbox sẽ có được dòng đầu tiên. Peanut đang đi di chuyển một cái góc tương đối là khó chịu. Summit vừa cắm mắt ở sông nhưng con mắt đó không cho phép anh ta có được tầm nhìn đến từ vị trí của người đi rừng đối phương. Peanut cấp 4 thì hơi khó cành. Đúng. Summit còn đuôi dây móc phi thân và rõ ràng là anh ta sẽ không sử dụng đuôi dây móc phi thân để lao lên tấn công đối phương khi chưa nhận được thông tin rằng người chơi đi rừng của đối phương đang ở đâu. Đường giữa nãy giờ thì vẫn đang là thế lính đẩy dành cho Fate với chất tướng Lucian tay dài hơn. Đường dưới thì có vẻ như với những cái dạng súng cối thì Độc Đam anh ta đang đẩy lính nhanh hơn một chút so với cặp đôi Prince và Efrost bên tuyến kia phải. Quan trọng hơn hết rằng ở thời điểm hiện tại thì cái điều kiện thắng của Lee Sandberg vẫn đang được đảm bảo. Họ đang có một con cơ mưu tăng tiến sức mạnh nhanh hơn cũng như là xanh ở khu vực đứng trên, nó sẽ là một cực kỳ nguy hiểm mà thôi. Xong Rick rồi, không có tốc biến, chưa hồi tốc biến thì đúng hơn đến từ vị trí của Rick. Quyết định của Croco không phải đánh các khu vực mạng dưới của bản đồ mà anh ta quyết định dồn tài nguyên dành cho Summit, một tình huống can thiệp rất kịp thời. Nhưng bên phía của Noxy Redfall họ đổi lại bằng con rồng đầu tiên của bàn đấu, một rồng đổi một mạng. Nhưng cái quan trọng hơn hết rằng Lee Sandberg đang đánh cực kỳ đúng với cái điều kiện thắng của mình. Thứ hai, trong cái pha trao đổi đấy thì tôi nghĩ là Sandbox bên mình họ vẫn lớn hơn một chút. Một dòng nước đầu tiên nó không giải quyết vấn đề gì cả. Đúng, không mang lại quá nhiều thứ. Trong khi đó thì bạn sở hữu một Diana xanh, một con cơ mưu khu vực đứng trên cũng đang khỏe. Và Rick anh ta đã phải lên bảng điểm số 2 lần rồi. Điều này đồng nghĩa việc là ở trong những phút giây tiếp theo anh ta sẽ không thể nào bắt kịp được đồ so với Summit. Cái áp lực ở trong những tình huống tranh cướp mục tiêu lớn nó sẽ nặng hơn dành cho Noxy Redfall. Rõ ràng là Sandbox họ đang đánh lên nửa trên rất là nhiều. Và đây đúng là cái điều kiện thắng mà họ cần. Đứng giữa thì nãy giờ Fate anh ta vẫn đang duy trì một chỉ số lính tốt hơn rất khá, tương đối so với lại vị trí của Gori. Còn đường trên thì Summit rõ ràng là vượt trội hoàn toàn so với lại đối phương. Hai mảnh có bố dìu rồi. Trong khi đó thì hãy nhìn xem Rick, anh ta mới chỉ có một cái kiếm dài cùng với Hồng Ngọc và Khiên Doran mà thôi. Sẽ rất khó khăn trong những tình huống, kể cả anh ta farm, tôi nghĩ là anh ta farm cũng sẽ khá là khó. 56 CS so với 33. Và chúng ta đủ hiểu Rick anh ta đang khổ sở như thế nào khu vực đường của mình. Thậm chí là Peanut lên thì nó cũng sẽ hơi khó. Nếu như 2 đánh 1 mà Summit anh ta có thiêu đốt, anh ta hạ gục được một người thì vẫn là lợi thế dành cho bên phía của Sandbox. Và thực sự là Noxim đang gặp khó khăn ở nửa trên của bản đồ rất nhiều. Nửa dưới nãy giờ thì cảm nhận rằng đây đang là niềm hy vọng của họ, khi mà Độc Đam đang chỉ một chỉ số lính và có án tử rồi. Án tử chúng, nhưng đó là thiên đỉnh kiếm lao thẳng vào làm cháo được Độc Đam. Người có cho mình thanh tẩy nhưng không cần dùng thanh tẩy, anh ta ngay lập tức lui về mà thôi. Croco đến hơi muộn, anh ta cũng không thể nào can thiệp được trong pha vừa rồi. Độc Đam của với Kellyn vẫn an toàn.
Một cái điểm cộng dành cho Nancy Redford ở khu vực mạn dưới của bản đồ chỉ số lính vẫn đang dẫn trước dành cho Đốc Đàm. Con Dinh nếu như khi bạn đủ độ 2 món rưỡi trên 3 món thì rõ ràng là cái khả năng tấn công trong những tình huống giao tranh 5 năm nó vẫn là, tôi nghĩ là vẫn là ổn. Cái lượng tiền 2k gần 2.000 tiền ở thời điểm hiện tại mà Sandbox đang dẫn trước đông sim, tôi nghĩ rằng nó sẽ nằm rất nhiều ở khu vực đường trên. Khi bạn có thể nhận thấy cái lượng đồ chênh lệch đến từ vị trí của Sammy cũng như là Rich. Đường dưới liệu có phá án tử không? Án tử chính xác, nhắm thẳng vào Infort có luôn thiêu đốt và Infort anh ta dính cặp cạp phải tốc biến bỏ chạy. Có điểm hạ gục hay không đây? Tốc biến tấn công nhưng vẫn chưa có mạng dành cho các thành viên bên phía của đông sim, và tốc biến đến từ vị trí của Prince. Kaelin vẫn che. Chưa có được điểm hạ gục. Kaelin anh ta đang cố gắng che cho đồng đội của mình. Và như vậy là hai bên chỉ đơn thuần là đổi phép bổ trợ và chiêu thức với nhau mà thôi. Hơi đáng tiếc dành cho Kaelin với chiêu cuối tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp khi mà nó không trúng. Efort rất nhanh tay khi anh ta hết khoảng thời gian bị giữ chân bởi cạp cạp là ngay lập tức tốc biến bỏ chạy. Cung ánh sáng có trúng nhưng nó không gây ra quá nhiều sát thương khi mà Kaelin anh ta cầm hộ vệ trong trận đấu này. Trận đấu đang diễn tiến theo một cái chiều hướng tương đối là nhanh khi mà Nông Sim có vẻ như họ sẽ là những đội phải những người phải vội hơn một chút. Mặc dù là cái việc mà con Jinx trong tay của Đốc Đam đang được farm ở nửa dưới nó vẫn đang được diễn ra, nhưng ở nửa trên với việc là càng ngày thì Sammy anh ta sẽ càng lấn lướt hơn so với lại Rich. Nó là một quả bom nổ chậm và thậm chí là Prince đang gặp nguy hiểm trong tình huống này. Giấy rất đau đến từ Pinot, anh ta có hai lần là móc điện và thậm chí là lượng nhiệt cũng mắc nữa và không thể nào chạy được đến từ Prince. Anh ta đã hết phép bổ trợ. Điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía của Nong Sim. Sandbox gỡ lại bằng việc tấn công khu vực ngoại trên của bản đồ và đây là con sứ giả dành cho Croco. Tôi cá là anh ta sẽ muốn thả luôn để đẩy thẳng khu vực đường trên. Nơi mà Rick chỉ có một mình, Efort cũng cấp độ 5. Mặc dù chưa có thái dương hạ san nhưng anh ta có đủ công cụ để bắt bật chiêu cuối đến từ chị của Rick. Anh ta hất tung được Summit. Sandbox đang muốn lui nhẹ về. Summit chịu khá nhiều sát thương đến từ trụ và anh ta mất độ hơn 50% cây máu. Có dịch chuyển lên đến từ Gori để hỗ trợ nhưng Fate cũng đã có mặt. Đây sẽ là một tình huống 4v2. Gori quyết định lướt lên, anh ta chỉ hất tung được Croco mà thôi. Đã hết lính và Sandbox quyết định bỏ. Hết lính rồi, Sandbox họ không còn cái cơ hội để có thể băng trụ nữa. Một tình huống rất nguy hiểm cho Rich khi mà Sandbox họ đang đánh cực kỳ triệt để lên khu vực đường trên, nhắm thẳng vào điểm yếu của Nông Sim ở thời điểm hiện tại. Đó là một con Vu Công đang yếu hơn rất nhiều so với Kermit trong tay của Summit. Để cho Summit xanh thì trong giai đoạn về sau, những cái tình huống mà slip put đến từ anh chàng này nó sẽ cực kỳ khó chịu và khiến cho đội hình stick lại từ Nông Sim nó không thể triển khai được. Bắt buộc phải có người, ít nhất là 1 đến 2 người ra để có thể phòng ngự những cái thân lính đẩy vào đến từ Summit. Có lẽ... chúng ta cùng xem lại tình huống ở khu vực đường dưới khi mà Prince hết cả hai phép bổ trợ và anh ta bị tiếp cận và kể cả di chuyển của học sẽ không giúp cho anh ta thoát thân được với cái lượng nộ như thế kia của Pinot. Hơi dướn đến từ xạ thủ của Sandbox Gaming và anh ta phải bỏ lại một điểm đầu tiên của mình. Về nhà có thêm cho mình giày những đường trên có đánh nhau. Summit bị cấu khá là nhiều máu. Có vẻ như là Gori anh ta không cảm thấy quan ngại lắm trong cái kèo một đối một này. Thậm chí là Venus cũng đang có mặt ở đây với một cú mưa tên lửa đợi sẵn ở cấp độ 8. Nhưng Summit anh ta không còn thiêu đốt nữa và anh ta quyết định chơi an toàn, bấm về nhà. Thông Sim đang muốn đổi đường à? Cú công của Rich quá khó thở và anh chàng này không thể tiếp tục đi đường cùng với lại Summit nữa. Summit dịch chuyển ngược trở lại, có vị trí của Peter đứng dình. Rõ ràng là Summit anh ta không có gì phải vội vàng cũng như là hổ báo cả. Ôi, nhưng mà từ từ đã một chấp hai đến từ vị trí của Summit. Nhưng liệu anh ta có chấp hay không, mưa tên lửa được giải, có luôn chiêu cuối. Và đây là một tình huống mà một đổi một không đổi ai cả. Summit anh ta vẫn đang cố gắng lạc lách Gori có thể hạ gục Summit hay không thì anh ta vẫn chưa thể. Đã rất đau từ Summit trong tình huống này. Anh ta một chấp hai thành công đang đợi đồng đội tới nhưng đồng đội hình như là bỏ rồi và điểm hạ gục sát đào dành cho Rich. Một tình huống xử lý rất tốt đến từ vị trí của Summit không được trên. Anh ta lách nhẹ khỏi chiêu cuối của Gori, chỉ dính một chút mưa tên lửa để tự chiếu Peanut và anh ta đủ sát thương để hạ gục người chơi đi rừng của Nancy Redford. Một tình huống một đổi một nhưng tôi nghĩ là Summit anh ta vẫn lời cho pha vừa rồi. Rõ ràng là anh ta lời rồi, gần như là 1-3 và Summit vẫn có được một mạng trong tình huống lên tấn công vừa rồi từ Nông Sim. Tôi tưởng chừng như rằng là Summit anh ta sẽ không hổ báo nhưng anh ta đu dây móc phi thân thẳng vào cái bụi không có tầm nhìn và gặp ngay hai thành viên của đối phương. Nhưng Summit rất là bình tĩnh. Bình thường thì với những tình huống như thế này Summit họ anh ta sẽ lui về, nhưng không, anh ta nói rằng anh ta chơi luôn hai chiêu cuối đến từ bên phía của Nông Sim Radford được đầu tư. Nhưng Summit đá quá đau và với lượng sát thương chuẩn đến từ gia súc chuẩn xác thì anh ta tiễn Peanut lên bảng điểm số không kịp ứa gì cả. 1-3, Summit có được một mạng và con quái vật này nghe chừng như có vẻ là Nông Sim họ hơi khó có lời giải rồi.
đang hơi khó kiểm soát đến từ bên phía con OG Red 4, khi mà 2-1 mà họ vẫn phải bỏ lại mạng của Jedi rừng. Tức là Peanut anh ta nên cân nhắc trong việc lên những món đồ như là giáp tay Sector để có thể an toàn hơn trong những tình giao tranh. Bùa xanh sẽ được ăn bởi Peanut, anh ta không phải nhớ cho bất kỳ ai cả. Nhưng cái tình huống trước đó thì Peanut anh ta mất hơi nhiều thời gian khu vực đường trên, và đó là cái khoảng trống để cho Sandbox họ kiểm soát được con rồng thứ hai của bán đấu, cân bằng một đều với rồng. Nhưng phía bên này lại có đánh nhau lướt lên, và Kelly là người gặp nguy hiểm. Anh ta mặc dù bật đóng lồng nhưng vẫn phải lên bảng điểm số. Peanut còn mưa tên lửa, anh ta liệu có định giải không? Đây Kikori đã có mặt rồi, Rick bật chiêu cuối lao thẳng vào. Efort là người gặp nguy hiểm, cú mưa tên lửa là giải khá đẹp. Có luôn cả chiêu cuối đến từ Độc Đàm nhưng nó không trúng ai cả. Gori lướt thẳng lên với chiêu cuối của mình. Efort sẽ là người phải nằm lại. Điều cục tiếp theo dành cho bên phía của Đông Sim. Như vậy chỉ đơn thuần là một đổi một mà thôi, hai bên mỗi bên mất một hỗ trợ. Đó là một tình huống đánh nhau rất sâu bên trong phòng rừng bên phía của Đông Sim Bradford. Sunbow họ đang thực sự rất là tự tin khi mà kéo rất nhiều người vào để tranh cướp rừng với lại đối phương. Một đôi một, nhưng rõ ràng chúng ta nhận thấy được rằng là cái ngưỡng sức mạnh của Sunbow đang đến sớm hơn, và Samit đang tìm kiếm Độc Đàm trong tình huống này. Nhưng không, có đồng đội hỗ trợ và Samit quyết định là lùi về. Độc Đàm anh ta vẫn đang chế con đường tay tiến sức mạnh khá là tốt. Ở 14 phút và anh ta đã hoàn thành Sunbow thì thịt quái cùng một cái dây thường. Tôi nghĩ là cái khả năng farm đến từ Độc Đàm vẫn đang làm ổn ở giai đoạn đi đường cho đến thời điểm hiện tại, vẫn đang out về chỉ số lính so với cả Priest ở phía bên kia. Efort có mặt không được trên, nhưng anh ta chưa hồi cho mình thái dương hạ san và tốc biến. Ở phiên bản này của chúng ta thì ở giải đấu JCK lần này của chúng ta thì không được sử dụng cái tốc biến ma thuật vì nó đang lỗi. Vì vậy nên cái áp lực đến từ những vị tướng tạo đột biến như kiểu là Leona, Alistar hay Rell với tốc biến ma thuật nó sẽ bị giảm bớt một chút xíu cái sự đột biến. Chính xác như vậy rồi. Với việc là cái tốc biến ma thuật nó vẫn đang có lỗi và chưa được sử dụng thì những cái mẫu tướng như là Leona, Star nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Chúng ta cũng xem lại cái tình huống đánh nhau ở khu vực bốn xanh mắt, đúng đến không? Từ bên phía của Nông Sim. Kelvin anh ta đang phá mắt thì gặp ngay ba thành viên bên phía của Sunbow cực kỳ hồ báo lao vào. Những cái giá phải trả là họ cũng sẽ phải đổi lại vị trí của Efort mà thôi. Hai chiêu cuối được sử dụng, ba chiêu cuối được đầu tư đến từ bên phía của Nông Sim. Cả chiêu cuối của Gori cũng đã được sử dụng trong tình huống này. Và điểm hạ gục thuộc về Peanut. Thế đấy, Fed cũng đã phải đầu tư tốc biến, chứ nếu không thì tôi nghĩ là ta sẽ là người thứ hai phải nằm bên phía của Leaf Sandbox. Vẫn cần nên cẩn thận hơn với những tình huống giải mưa tên lửa và kết hợp với những chiêu cuối của Nong Si. Lượng sát thương sẽ là vô cùng nhiều. Prince cùng với cả Efort sẽ ra khu vực đường giữa, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về cái lượng tiền tổng cho trận đấu này. Hầu hết thì Leaf Sandbox họ đang đều dẫn trước ở các khu vực đường. Cái khả năng, cái lượng chênh lệch ở khu vực đường trên nó không còn là hơn 1k nữa, nó chỉ còn độ 700 mà thôi. Nhưng tôi cảm giác là con Camille của Summit vẫn đang khá là khó kiểm soát. 15 phút thi đấu trôi qua và tỷ số về điểm hạ gục đang là 3-4, nghiêng về bên phía của thành viên bên phía Sandbox. Dòng thì là một đều và trụ thì đang là 1-0 nghiêng về bên phía của Sandbox, và cái lượng tiền giãn cách nó phần nào phản ánh điều đó. Ở thời điểm hiện tại tôi vẫn thấy được rằng Sammy anh ta đang vẫn rất mạnh ở đường cánh, đã hoàn thành xong bố rìu sát thần với 147 số lính so với 105 đến từ vị trí của Rich. Sứ giả khai nước đang được triển khai từ Sandbox, và liệu bên phía của Nông Sim có ra đây để có thể có tranh cướp hay không? Thì Peanut anh ta quay đầu bỏ đi à? Như vậy là bên phía của Nông Sim quyết định là bỏ. Họ sẽ không tranh cướp với đối phương với con sứ giả này. Peanut đang muốn kiểm soát vào hàng rồng. Nhưng liệu có kịp hay không đây? Sandbox sẽ chạy rất nhanh ra hàng rồng sau tình huống ăn sứ giả vừa rồi. Họ đang muốn ăn cả hai mục tiêu, và trước đó là một pha mà Sammy khép góc và ép cho Độc Đàm phải lùi về. Peanut chưa thể mở rồng được, bởi vì trong khu vực hang rồng thì cái lượng tầm nhìn đến từ các thành viên bên phía của Nông Sim cũng không thực sự quá nhiều, và anh ta không nhận được thông tin rằng là Summit đang ở đâu trên bản đồ. Nếu như gặp Summit ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng Peanut sẽ không có cửa thoát, kể cả là anh ta còn tốc biến trên người. Đúng vậy, sẽ hơi khó chơi dành cho Nông Sim. Sandbox họ làm rất là bài bản, họ thả sứ giả khu vực đường giữa, họ có được trụ đầu, có thêm được con rồng lửa, con rồng thứ ba của bán đấu này, vừa lên dẫn trước về rồng. Cái khả năng tăng tiến sức mạnh vẫn đang rất là ổn trên người của hai xạ thủ cũng như là Kirby ở khu vực đường trên. Thậm chí ở vị trí đi rừng thì Croco cũng đã ao một chút lính so với Peanut. Nãy giờ thì bởi vì ở khu vực đường trên Rick anh ta hơi thọt, vì vậy nên Peanut liên tục can thiệp vào vị trí của Rick. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa mang lại quá nhiều lợi thế dành cho Nong Sim. Điều kiện thắng vẫn đang được đáp ứng đến từ bên phía của Sandbox khi mà họ đang sở hữu một con Kirby rất xanh. Và Nong Sim nãy giờ thì họ rất muốn bắt vào con Kirby này để hạn chế cái khả năng tăng tiến sức mạnh, nhưng họ không thể làm được điều đó. Phần nhiều là do Summit anh ta cũng chơi rất là chắc chắn, và cái thứ hai là cái tầm nhìn đến từ bên phía của Nông Sim cũng không thực sự là quá nhiều. Ngược lại Sandbox họ đang kiểm soát rất là tốt tầm nhìn từ mạng trên khu vực hang sứ giả cho tới xuống khu vực hang rồng.
rất nhiều mắt đỏ đã được cầm và liên tục Infox anh ta bật máy quét để có thể có những tình huống mà phá mắt của đối phương, gây sự khó chịu. Khi mà Summit anh ta thắng đường thì cái việc kiểm soát đã đang có vẻ như dễ dàng hơn dành cho bên phía của Summit. Doxin thì hơi khó một chút xíu ở thời điểm hiện tại. Lượng cái khả năng tăng tiến sức mạnh của Đốc Đam thì vẫn ổn, nhưng anh ta chưa đến lúc mạnh. Anh ta mới chỉ có cho mình một cái móc gì thủy quái thôi. Tôi nghĩ vẫn cần thêm một món đồ tốc độ đánh cùng với hô cực nữa dành cho xạ thủ của Doxin. Thì hô cướp không thành công đến từ Priest chỉ là gây sức ép thôi. Chỉ là gây sức ép mà thôi, không có bất cứ một pha lao vào để có thể cố gắng tranh cướp thực sự là gay gắt đến từ bên phía của Sunbox, nhưng vẫn là áp lực rất lớn. Sunbox họ đang tràn vào phần rừng của đối phương. Với việc họ thả sứ giả khai nứt và có được cái trụ bột ở khu vực đứng giữa thì cái áp lực ở hai cánh đang đổ dồn về bên phía của Doxy. Họ sẽ phải phòng ngự những cái trụ bột còn lại. Trong khi đó thì phần rừng của họ thời điểm hiện tại cũng không còn thực sự là của họ nữa. Khi mà nãy giờ thì tôi thấy Ifrost cũng như là Croco có những cái pha sâm lăng và phá mắt của đối phương cực kỳ là khó chịu. Phết sẽ có một cái trụ bột ở khu vực đứng trên dành cho các thành viên bên phía của Sunbox và cái trụ thứ ba dành cho họ. Gian trụ ngoài từ bên phía của Doxy đã bị bóc bỏ hoàn toàn. 19 phút mà bạn mất ba cái trụ một là tôi thấy cũng hơi căng dành cho Doxy. Sunbox đang làm vô cùng tốt với cái điều kiện thắng của mình. Và đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, Rick anh ta chắc chắn 1v1 không ăn lại so với Summit. Thậm chí là 2-1 ở thời điểm hiện tại cũng sẽ rất khó dành cho Rich cũng như là Peanut. Nếu như Rich cộng với Gori và chiêu cuối của Gori chúng thì may ra. Còn nếu như là Peanut thì tôi nghĩ rằng là Sammy hoàn toàn có thể cân đôi được, bởi vì anh ta vẫn còn thiêu đốt trên người và đã có thêm cho mình một cái dìu tiêm mát nữa rồi. Nên nhớ là Ezreal cũng là một vị tướng đang rất là mạnh ở meta hiện tại. Và Priest anh ta đang không bị động đến quá nhiều đến từ bên phía của Doxin. Mặc dù chỉ số lính của anh ta đang thấp hơn một chút so với Đốc Đam, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn với một con Ezreal đã hoàn thành sau hai đồ lớn. Thần kiếm đã có cùng với bộ di sát thần hai món đồ đã giúp cho Ezreal anh ta sẽ có gây được rất nhiều sát thương trong giao tranh. Doxin họ cần phải phòng ngự thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất là chờ tới khi mà Đốc Đam có thêm được cho mình một trang bị tốc độ đánh, và tôi nghĩ là thêm một món vô cực kiếm nữa. Ba món sẽ là ngưỡng trang bị đến từ ngưỡng sức mạnh đến từ vị trí của Đốc Đam thì Doxin mới tự tin bước vào một tình huống giao tranh được. Còn ở thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang phải căng mình ra để phòng ngự trước cái khả năng đẩy cánh rất khó chịu đến từ Fate cũng như là Summit. Hai cánh đẩy khó chịu cộng với việc là chúng ta có thể thấy là Doxin họ sẽ rất khó để kiểm soát con rồng thứ tư của ván đấu khi mà ở khu vực đường dưới và đường giữa, lính của Sabox vẫn đang đẩy, họ không có tầm nhìn giang rồng, và nếu như cố dướn với con rồng tiếp theo thì họ sẽ gặp khó. Tức nghĩa là họ nên bỏ con rồng này và hướng tới con rồng sau. Bỏ được không? Bỏ sẽ là ba rồng để săn bốc, nhưng ra thì cũng không được. Tiến thoái lưỡng nan và bên phía của Doxin đang cực kỳ khó chơi. Phê thậm chí là chấp luôn một hit tới từ trụ, Gori lùi về được. Vẫn là trụ 2 khu vực đứng dưới dành cho bên phía của săn bốc. Khi bạn muốn dồn combo vào một Lucian có cả cung phong linh lẫn chi cùng diệt tận, tôi cảm thấy hơi khó dành cho Gori. Săn bốc vẫn đang nắm được quyền kiểm soát trận đấu này. Và 45 giây nữa với con rồng tiếp theo ván đấu để xem bên phía của Doxin họ sẽ lựa chọn như thế nào đây. Peanut đang muốn hướng lên những món đồ sẽ gặp phép, đó là triệu hưu vô ở cái thời điểm hiện tại. Anh ta chỉ có một cái đồng hồ ngưng động mà thôi. Vẫn cần nên cẩn thận hơn đối với những sát thủ bên phía của Lee Sunbox. Bắt buộc phải ra thôi, Doxin bắt buộc phải ra để có thể kiểm soát con rồng này. Không, nó là ngưỡng 3 rồng đến từ Sunbox và map rồng là map rồng lửa. Tôi đang thấy Sunbox ping rất nhiều lên khu vực trên, họ đang muốn ăn Baron à? Họ đang muốn trong Rush đó Baron thì ngay lập tức, và sát thương đến từ hai xạ thủ kết hợp với con cơ mưu của Summit đang là cực kỳ nhiều. Liệu đây có phải là một tình huống bên phía của Doxin sẽ mất Baron hay không đây? Rất mất nhanh, và đó là Baron thuộc về bên phía của Sunbox. Án tử trùng đến từ Kelly, họ đang muốn tấn công Efort quá thấp máu, anh ta tốc bến bỏ chạy nhưng vẫn dính chưa qua đến từ Gori. Sát thương là chưa đủ, Efort lên bảng đếm số mạng dành cho Đốc Đàm. Nhưng Rick ở phía bên này cũng bị tấn công, Peanut gặp nguy hiểm, anh ta có đồng hồ, cuối tấp đến từ Croco, nhưng phía bên này là tối hậu thư được gửi, Summit hạ gục được một người lao vào đến từ vị trí của Rick, anh ta có chiêu cuối được bắn đến từ Đốc Đàm, hạ gục được đường trên của Summit Baby, nhưng có quá nhiều thứ dồn vào khi cả Fate cũng như là Priest vẫn đang còn trên bản đồ. Và đó là một pha combo cực đẹp đến từ Croco với Dyna, và sức mạnh đến từ một con cơm hưu của Summit. Mặc dù anh ta phải lên bảng điểm số, nhưng mà cái lượng sát thương mà anh ta gây ra, đặc biệt là cú Q2 đó vào người của Peanut, một lần giao thức chuẩn xác lần 2, nửa cây máu của Peanut mất đi.
4 thành viên bên phía của Nông Sim lên bảng điểm số, họ mất con Baron. Thậm chí là họ còn chưa ăn được con rồng. Và đây sẽ là 3 rồng dành cho bên phía của Sunpok. Cộng với lại bộ lại Baron và một đường lính siêu cấp. Chúng ta phải dành một lời khe dành cho Sunpok bên mình khi họ không hướng đến con rồng, họ chạy thẳng vào Baron. Rush Baron rất là nhanh với lượng sát thương vô cùng dồi dào đến từ cả 4 vị trí. Họ ăn Baron quá nhanh. Và sau đó là cú hướng hơi dướn đến các thành viên của Nông Sim. Họ cố gắng tấn công E-Force. Mặc dù họ mất rất nhiều thứ để có thể hạ gục E-Force. Và sau đó phía bên này thì Peanut lại bị bắt bởi Summit. Rõ ràng là cái sát thương đến từ Summit là quá nhiều. Và một pha mở tốt đến từ Kroko với chiêu cuối. Không có góc để cho Zing có thể chơi game. Tình huống mà Kroko anh ta có một cú chiêu cuối của Diana trúng 4 thành viên của đối phương. Và đấy chắc chắn sẽ là highlight của tuần. Rõ ràng là như vậy rồi. Summit nhiệm vụ đơn giản của anh ta là vơ vét mọi thứ còn lại mà thôi. Cứ mà như chúng ta đã nói từ ban đầu, Zing không phải là một chất tướng có độ cơ động. Và khi mà đối phương có quá nhiều thứ để lao vào, chúng ta còn chưa kể đến cái giai đoạn ban đầu Summit anh ta thực sự rất mạnh. Và không có khoảng trống để cho Nockdam chơi game. E-Force tiếp tục lao vào nhưng đó chỉ là bóng của Rick mà thôi. Có lực lượng Baron và họ tấn công thẳng khu vực đường dưới. Đây sẽ là, tôi nghĩ là 2 đường, khả năng sẽ là 3 đường dành cho Sunpok Gaming. Chơi rất LCK, đẩy một đường dưới sau đó thì lui về. Rất chắc cú đến từ Sunpok, họ chẳng có gì phải vội cả. Cái điều kiện thắng của họ vẫn đang được đáp ứng. Mặc dù là Summit anh ta không còn bổ lại Baron trên người nữa, nhưng với 4 thành viên còn lại, cái khả năng đẩy họ vẫn sẽ là rất gắt. 4 phút nữa với linh hồn rồng, nhưng tôi nghĩ rằng Sunpok họ cũng chẳng cần phải đợi tới cái long hồn để có thể chó được cho mình chiến thắng đâu. Họ sẽ đứng đợi đối phương, thậm chí là muốn đánh keo đến từ bên phía của Sunpok chăng. Đẩy đường đến từ Summit ở khu vực đường trên. Án tử, tử chính xác. Ui, mơ tên lửa được giải nhưng đó là cùng ánh sáng đối phương ở Đông Ngô. Và threat của Kelly lên bảng điểm số. Phía bên ngoài Độc Đàm đang được bắn, nhưng sát thương của anh ta chưa quá nhiều. E-Force nằm xuống, Summit bắt được xạ thủ phía bên kia. Độc Đàm dính trọn cú thanh trừng. Phép là người có mạng. Phía đằng sau thì Corey chỉ có thể chạy về nhà mà thôi. Anh ta không thể làm gì trong tình huống này. Mất cả chiều của lẫn tốc biến. Thậm chí là Summit đang muốn giữ chân đối phương, không còn đu dây móc. Và tối hậu thư cũng không luôn. Nhưng đây sẽ là kết thúc ở game đấu đầu tiên. Chiến thắng dành cho Sunpok Gaming trước Nông Sim Red 4. Tình huống hủy diệt hoàn toàn đến từ bên phía của Sunpok khi mà họ out đồ quá nhiều so với lại đối phương. Mặc dù Doc Nam được free shot trong một khoảng thời gian nhưng nó là không đủ. Khi mà các sát thương còn lại đến từ bên phía của Sunpok tới và Summit, anh ta tìm kiếm được Doc Nam thì mọi chuyện gần như là chấm hết dành cho bên phía của Nông Sim Red 4. Một chiến thắng rất hủy diệt với điều kiện thắng đó là một con cơ mưu xanh sớm đến từ bên phía của Lee Sunpok được triển khai. Một chiến thắng tương đối là dễ dàng dành cho bên phía của Sunpok để mở màn kèo đấu BO3 trong ngày thi đấu hôm nay. Và giải đấu của chúng ta được tường thuật trực tiếp trên kênh LCK Tiếng Việt. Các bạn đừng quên like cũng như subscribe để không bỏ lỡ những kèo đấu hấp dẫn trong ngày thi đấu hôm nay. Bản quyền thuộc về Box.